Chúng em rất tự hào khi được sinh ra trên quê hương mộ đức anh hùng, kiên cường, bất khuất. Mảnh đất với bề dày lịch sử cách mạng, nơi sinh ra với biết bao thế hệ anh hùng dân tộc. Và trên mảnh đất ấy, có một ngôi trường trọng điểm mang tên Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Đó là ngôi trường mà chúng em đang theo học và đang nuôi dưỡng những hoài bão, những ước mơ. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi với truyền thống hiếu học là cái nôi đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Trường đóng trên địa bàn xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm học qua, thầy và trò trường chúng em không ngừng phấn đấu, nâng cao, đổi mới chất lượng giáo dục, xây dựng và phát huy các hoạt động phong trào mang tính trải nghiệm như tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, giữ gìn văn hóa bài chòi, giữ gìn bảo tồn ca dao, dân ca địa phương hay tái hiện những chiến thắng lịch sử quê hương bằng hình thức sân khấu hóa. Và trong những ngày tháng 12 lịch sử, liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chúng em đã bắt đầu hành trình tìm về các địa chỉ đỏ. Địa chỉ đỏ đầu tiên chúng em đến là di tích chiến thắng Mỏ Cày thuộc thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Đây là nơi diễn ra trận đánh nhập của một đơn vị đội du kích Ba Tơ kết hợp với quân dân Mộ Đức. Kết quả trận đánh, ta đánh cháy nhiều xe quân sự của Nhật, tiêu diệt 63 tên địch, thu nhiều quân trang, quân dụng. Chiến thắng Mỏ Cày đã góp phần vào thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Quảng Ngãi. Di tích chiến thắng Mỏ Cày là một công trình văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, là nơi ghi dấu chiến công và tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong kháng chiến chống phát xít Nhật, là nơi giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chúng em tiếp tục cuộc hành trình về thăm địa chỉ đỏ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộ Đức. Về với vùng đất lửa Mộ Đức, nhân dân một lòng theo cách mạng, địch đã dội xuống hàng nghìn trái bom, mở hàng nghìn cuộc càn quét, bén giết, hòng biến nơi đây thành vùng đất trắng, tiêu diệt mọi mầm mống cách mạng, nhưng không có gì có thể chiến thắng lòng yêu nước. Với những chiến công hào hùng ấy, sẽ vẫn mãi vang vọng, thắp lên trong lòng chúng em niềm tự hào khôn tả. Nghĩa trang liệt sĩ, nơi quy tập phần mộ liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, là nơi để tôn vinh những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh thống nhất đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh. Ngày nay, nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Kết thúc cuộc hành trình về địa chỉ đỏ, chúng em về với khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong suốt cuộc đời, với 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Là người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của vùng đất Mộ Đức, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến cho đảng và dân tộc. Khu lưu niệm này cùng lưu giữ nhiều kỷ vật của gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng như án thờ, trang kỷ, án thư, phản và những vật dụng lưu niệm khác. Đồng thời, tại đây cũng trưng bày một số hình ảnh thể hiện tình cảm của bác với quê hương Mộ Đức, Quảng Ngãi, cũng như tình cảm của nhân dân Quảng Ngãi đối với ông. Đứng trước các địa chỉ đỏ, tượng đài Mỏ Cày, nghĩa trang liệt sĩ, khu lưu niệm Tổ tướng Phạm Văn Đồng, chúng em không khỏi bồi hồi, xúc động. Chúng em xin dâng lên những nén hương để thể hiện lòng thành kính. Dưới bóng cờ Tổ quốc, chúng em trang nghiêm hát vang quốc ca Việt Nam. Thank you.
thật tự hào và thiêng liêng khi được hát vang bài quốc ca hào hùng của dân tộc. Để rồi chúng em càng thêm tự hào hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam. Chúng em luôn khắc ghi sâu những cuộc kháng chiến trường kỳ, máu của những con người đất Việt đã tô thắm màu cờ đỏ sao vàng. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, thật chăm ngoan để xứng cháu Bác Hồ, xứng đáng là thế hệ trẻ quê hương mộ Đức, anh hùng kiên cường bất khuất.